Các em, sau đây cô sẽ cùng với các em giải bài tập số 5 xem khoa vật lý lớp 12 trong 119. Để bài hỏi như sau. Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến? A. Máy thu thanh. B. Máy thu hình. C. Chiếc điện thoại di động. D. Cái điều khiển tivi. Như vậy cô với các em sẽ đi phân tích là từng cái máy ở đây của chúng ta sẽ là một máy phát hay là một máy thu sóng vô tuyến, rồi chúng ta sẽ lựa chọn là đáp án đúng chính xác nhất cuối cùng. Cô có đáp án A là máy thu thanh. Như vậy các em có thể thấy ngay lập tức cái tên gọi của cái máy này thì chính là máy thu sóng điện từ. Các em có thể hay nói khác là sóng điện từ cao tần, hay nói khác là sóng vô tuyến. Chúng ta có thể đi thu thanh ở những cái phòng thu âm tương đối là chất lượng bằng cái máy thu thanh. Tiếp, máy thu hình thì giống như ý A, đây cũng chỉ là máy thu sóng vô tuyến. Máy thu sóng vô tuyến. Tiếp theo, đáp án C, chiếc điện thoại di động. Chiếc điện thoại di động. Ở đây điện thoại di động của chúng ta vừa có thể truyền âm thanh, vừa có thể truyền tin nhắn, vừa có thể truyền hình ảnh và vừa có thể thu được âm thanh, thu được hình ảnh và thu được các cái tín hiệu từ những cái chiếc điện thoại khác ở những cái nơi khác. Như vậy thì chiếc điện thoại di động ở đây đóng vai trò là cả máy thu và phát sóng vô tuyến. Đáp án D, cái điều khiển tivi. Cái điều khiển tivi thường ở đây chúng ta sẽ chạy bằng cảm ứng hồng ngoại, tức là chỉ có thể được phát sóng vô tuyến ra đến chiếc tivi của chúng ta để chọn những cái kênh tương ứng đối với số mà chúng ta đã ấn ở trên chiếc điều khiển. Như vậy thì nó chỉ có thể đóng vai trò là máy phát sóng vô tuyến thôi. Vậy thì chúng ta có thể lựa chọn đáp án đúng ở đây, dụng cụ mà có cả một cái máy thu, một máy phát sóng vô tuyến, đó chính là đáp án C. Bài tập số 5 đến đây là kết thúc.